một thơ. Sách nè. 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Thờ nè. Thờ là thờ chung với phòng khách hay là... Thờ là làm như cái kiểu... Cái bánh xe. Nó là kiểu như phòng của nó nhưng mà... Nói chung là nó sẽ thành gần như một phòng nhưng mà cháu sẽ mở cửa ra rồi gần như là thông. Đúng rồi, tớ bắt đầu có phòng riêng. Tớ sẽ cái ở cái bên nhà đẹp ở TV nữa, lấy ra cái đây nhìn kiểu đấy là được. Bốn phòng ngủ à. Bốn phòng ngủ à. WC thì có hai cái vệ sinh riêng ạ. Một cái của hai chồng với một cái của sau này của cháu thằng con trai. Thì mình làm chả hạn nó dư dật ra tí, chả hạn sau này nó về thì nó nằm ngoài đấy cũng được. Cái thì đơn giản cái gì đâu, kê gọn cái ghế vào phát vứt cái đệm ra đấy, rồi đệm thì ngoài mẹ vợ chồng nó về chả hạn nó nằm như thế, nó không thích gì đấy. Công phòng gì đấy. Thế ông bà ra phòng khách ngủ ở nhường con. Ổn đấy. Vâng. Một thơ. Sạch nè. 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Thờ nè. Thờ là thờ chung với phòng khách hay là... Thờ là làm như cái kiểu... Cái bánh xe. Nó là kiểu như phòng của nó nhưng mà... Nói chung là nó sẽ thành gần như một phòng nhưng mà cháu sẽ mở cửa ra rồi gần như là thông. Đúng rồi, tớ... Bắt đầu có phòng riêng, đúng không? Sẽ cái ở cái bên nhà đẹp ở TV nữa, lấy ra cái đây nhìn kiểu đấy là được. Bốn phòng ngủ à. Bốn phòng ngủ à. WC thì có hai cái vệ sinh riêng ạ. Một cái của hai chồng với một cái của sau này của cháu thằng con trai. Với một cái chung cộng nhiều nữa. Là ba cái, tổng ba cái luôn. Nhà chung ở nhà bếp kia là không nói. Nhà bếp riêng. Nhà bếp. Nhà bếp nhà vệ sinh là đương nhiên có một cái. Ừ. Còn bây giờ bốn phòng ngủ này sẽ có hai cái. Hai cái vệ sinh. Hai cái vệ sinh. Ừ. Là trong phòng ngủ. Ừ. Một là cho cậu con trai và một là cho anh chị. Đúng rồi. Dạ, để cho nó tiện với chị sinh hoạt. Sau này còn, nó lấy vợ nó để ái rồi. Đúng rồi. Nó không đi lại nó khó. Đúng rồi, anh chị. Chú thiết kế bếp luôn vào đây không? Bếp thì ở dưới không? Bếp riêng, tách riêng. Tách riêng ở dưới. Không cho vào trong này, ra đây trước nhà tớ ở dưới nó mở cửa nấu nó hơi ấy lên. Tuy nhiên là nấu thì cái mỡ cái thứ nó lên bẩn lắm. Thế là mình làm tách rời ra. Làm ra ngoài. Nhưng mà vẫn thiết kế vẫn làm luôn trong. Ừ thì mình cũng vẫn thêm thiết kế mình cũng làm luôn. Đất ở đây đất thổ hay đất gì? Đất thổ. Cháu này tư vấn là móng băng, nhà một tầng là móng băng. Chú tên là gì nhỉ? Lê Văn Bảy. Lê Văn Bảy. Chú sinh năm bao nhiêu nhỉ? 1970. Còn cô? Còn Vũ Thị Lan. Cô sinh năm bao nhiêu ạ? 1973. 1973.